Hello mọi người. Mọi người ơi, sau khi mà mình đắn đo suy nghĩ giữa hai lựa chọn mua máy hút bụi hay là mua robot hút bụi á, thì mình đã đi đến quyết định cuối cùng là mình sẽ mua một em robot hút bụi. Video ngày hôm nay mình sẽ review nhẹ cho mọi người về em robot hút bụi mà mình chọn mua nha. Mình mua em này trên bo.com, là một website bán hàng trực tuyến rất là phổ biến ở Hà Lan. Đây là hình của em robot này mấy bạn. Mình mua robot Roomba của Mỹ, model là 676. Ở trên bao bì họ có giới thiệu 3 tính năng của em robot Roomba. Tính năng đầu tiên là cảm biến thông minh, có thể nhận diện được vật cản và chống rơi. Tính năng thứ hai là tiện lợi, đơn giản và dễ sử dụng, có thể kết nối Wi-Fi và sử dụng phần mềm trên điện thoại để điều khiển. Và tính năng thứ ba là hệ thống làm sạch 3 bước để có thể hút bụi hiệu quả trên nhiều bề mặt khác nhau, kể cả sàn cứng và trên thảm. Bây giờ thì mình sẽ mở hộp nha. Em robot này mình mua với giá khuyến mãi là 230 euro, còn nếu mua giá gốc ở siêu thị điện máy thì tầm 300-350. Trong hộp có một sách hướng dẫn sử dụng. Đây là dây sạc. Còn đây là chạm sạc. Còn đây là em robot được bọc lớp chống sốc với lại lớp nhựa. Em này có trọng lượng là 3kg nha mọi người. Ở mặt dưới robot có nhiều cảm biến để nhận diện các vật cản với lại chống rơi. Cây cọ nhỏ này thì có chức năng quét và đẩy bụi vào miệng hút. Hai bên này có thêm hai cái cảm biến nha mọi người. Hai bánh xe nè. Còn đây là hai cây cọ để đẩy bụi vào bên trong. Sau khi robot đã hút bụi xong mà mình muốn vệ sinh hai cây cọ này thì mình chỉ cần bấm vào đây để mở ra. Đó, mình sẽ lấy cọ ra và làm vệ sinh sau mỗi lần hút bụi. Những cái tóc dính vào đây thì mình gỡ ra. Còn đây là cây cọ cao su để hỗ trợ đẩy bụi với lại những cái hạt có kích thước lớn hơn vào trong miệng hút. Hai cọ này mình tháo ra với lắp vào cũng đơn giản thôi mọi người. Bây giờ mình sẽ tháo khoang chứa bụi của em robot ra. Khoang chứa bụi của em này có sức chứa tầm 500-600ml. Sau mỗi lần hút bụi thì mình chỉ cần tháo ra rồi mình đổ bụi ở trong này đi thôi. Ở đây mình còn có một bộ lọc. Bộ lọc này để giữ bụi ở trong khoang, tránh không có bị bay ngược ra ngoài. Sau mỗi lần hút bụi thì mình cũng vệ sinh bộ lọc, định kỳ thì mình nên thay. Chạm sạc á, thì họ khuyên là nên để ở vị trí thoáng, không có vật cản ở xung quanh. Mọi người đừng có để như mình nha. Bây giờ thì mình sẽ bóc tem em nó rồi cho em nó chạy thử. Để điều khiển bằng điện thoại thì mình sẽ lên tải app iRobot Home về. App này mình có thể điều khiển robot tắt, mở về chạm sạc hoặc là đặt giờ để cho robot hút bụi. Mình chỉ cần mở wifi lên và kết nối robot với lại app. Khi mà thấy màn hình như thế này là đã nhận diện được robot rồi đó mấy bạn. Bây giờ thì mình sẽ dùng app để gửi lệnh cho robot bắt đầu hút bụi. Theo mình thấy về mức độ ồn thì robot chỉ thấp hơn máy hút bụi thông thường một chút xíu thôi. Cho nên khi mà mình ở dưới nhà thì mình sẽ để cho robot hút bụi ở trên lầu. Còn khi mà mình đi ngủ thì con robot sẽ hút bụi phòng khách với phòng bếp. Mình có thể chủ động đặt ngày đặt giờ cho robot hút bụi rất là tiện lợi. Khi mà gặp vật cản, trong trường hợp này là cái ghế làm việc của mình nè, thì mọi người thấy em robot sẽ hút bụi men theo chân ghế. Dĩ nhiên là so với con người thì robot hút bụi không thể nào mà làm sạch và kỹ bằng được.
Theo ý mình thì em robot này cũng đã đủ thông minh để có thể làm sạch được diện tích lớn nhất có thể rồi. Tiếp theo mình sẽ kiểm tra tính năng hút bụi trên nhiều bề mặt khác nhau, trên sàn cứng và trên thảm. Thảm nhà mình tương đối thấp cho nên em robot có thể di chuyển giữa sàn và thảm khá là dễ dàng. Để robot có thể hút bụi dưới các nội thất như là ghế sofa, bàn hay giường thì nội thất phải cách mặt đất khoảng 10 cm. Các bậc cửa giữa các phòng nếu có độ cao vừa phải khoảng 1,5-2 cm thì robot cũng có thể đi qua được. Và một trong những điểm mà mình thích nhất đó là cảm biến chống rơi. Mình có thể để em robot hút bụi ở trên lầu mà không lo bị rớt xuống cầu thang. Đối với phòng khoảng 10m² thì robot sẽ chạy tầm 10-15 phút, sau đó sẽ tự tắt khi mà công việc hoàn thành. Mình cũng có kiểm tra tính năng hút bụi của em robot, thì cái vết dơ đó em robot xử lý trong vòng 2 phút, cũng khá là ok. Khi mà robot sắp hết pin hoặc là khi có hiệu lệnh trở về chạm sạc thì robot sẽ tự định vị và tự trở về chạm sạc, không cần mình phải trợ giúp. Có một số trường hợp mình thấy robot gặp trục trặc khi mà đang hút bụi, thường thấy nhất là bị vướng những sợi dây điện nhỏ, dây sạc điện thoại hay là bị vướng tóc vào bánh xe, vào trục quay. Để đề phòng vấn đề này thì trước khi hút bụi mình nên kiểm tra nhặt những sợi dây điện hay dây cáp điện thoại lên. Sau khi hút bụi thì mình nên làm vệ sinh khoang chứa bụi, gỡ hết tóc vướng trong chổi hoặc là trong bánh xe ra. Trường hợp robot bị kẹt ở trong góc hoặc là kẹt ở những bậc cửa quá cao thì robot sẽ báo lỗi để cho mình tới cứu. Nhìn chung là mình rất hài lòng với em robot hút bụi Roomba 676. Từ khi mua em robot về thì nhà mình lúc nào cũng sạch sẽ, dọn dẹp cũng đỡ mất thời gian hơn. Những bạn nào mà kỹ tính, thích nhà cửa sạch sẽ tối đa thì nên lựa chọn phương án mua máy hút bụi truyền thống. Còn những bạn nào mà dễ tính giống như mình á thì mình highly recommend luôn là nên mua một em robot hút bụi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Mình mong là chia sẻ của mình hữu ích cho các bạn đang cân nhắc giữa việc mua máy hút bụi hay là robot hút bụi. Chúc mọi người có một ngày cuối tuần vui vẻ và hẹn gặp mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye!